Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách hàng. Ngày hôm nay Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc Hyundai i10. Một chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2014, được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014, số sàn. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng cho một chiếc i10 2014 đẹp nhất vịnh Bắc Bộ. Quý vị có thể nhìn thấy đây, một chiếc i10 nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014. Xe này thì đẹp nhất vịnh Bắc Bộ rồi, không một lỗi nhỏ, độ nhiều đồ chơi. Và hiện nay đang được chào bán với giá là 265 triệu đồng. Thân vỏ của chiếc xe, như quý vị nhìn thấy đây, xe đã độ được đèn LED này. Đèn LED rồi đèn bi gầm, đèn LED, đèn siêu sáng, la răng phay. Rồi cùng rất nhiều đồ chơi khác để tạo nên một chiếc xe với những điểm nhấn tuyệt vời, với những điểm nhấn rất đẹp luôn cho một chiếc i10 2014 nhập khẩu nguyên chiếc. Xe cũng có cảm biến lùi, rồi camera lùi thì cảm biến lùi, cũng như là Oppo thể thao rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay về chi tiết nội thất bên trong. Đây là cái nội thất của chiếc xe. Mình sẽ đi vào chi tiết nội thất. Nội thất xe đã được bọc một màu đen và điểm nhấn là các cái vạch đỏ như thế này, đồng màu hết. Quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Quý vị mua chiếc xe này về thì nó là quá đẹp rồi, và không phải làm bất cứ thứ gì về xe. Xe được chào bán với giá là 265 triệu đồng thôi, nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014. Với đồ chơi của xe thì có những gì? Xe được màn, có trang bị màn hình LCD, camera hay camera lùi tích hợp đầu LCD, rồi là gương kính chỉnh điện, đèn gầm, đèn để chân các thứ rất là đẹp luôn. Với táp ly các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Cốp Thank you.
đây là táp ly bên lái. Bây giờ mình sẽ đi đến vào chi tiết khoang máy. Đây là chi tiết khoang động cơ của chiếc i10 sản xuất năm 2014. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Quý vị, như quý vị nhìn thấy ạ, máy móc rất sạch sẽ, khô ráo, máy đi rất êm và bốc. Tổng thể, đây là tổng thể của chiếc i10 2014 sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014. Hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi Ô tô Cố Hải Dương với giá là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng là giá chào bán cho chiếc i10 sản xuất năm 2014 này. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Quý vị vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình livestream báo giá trực tiếp, cũng như là mỗi lần mình quay video clip cho mỗi chiếc xe. Quý vị vui lòng alo số điện thoại 0855 966 966 để biết thêm thông tin chi tiết, cũng như là trước khi về xem xe thì quý vị hãy alo cho mình để xem xe còn hay không. Xin trân trọng kính chào quý khách hàng Dũng Audi Ô tô Cố Hải Dương. Hẹn gặp lại quý khách hàng ở video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.